Chị ăn mới ở Thái Street Food nhất định mọi người phải thử nhá. Em xin nhật sườn vận may. Thế em xin mình tham gia lễ hội ké nước ạ. Mình sẽ em một chút ạ. Vâng ạ, ok ạ. Cả một cái chảo sườn to đúng này, miễn phí. Ké như là có bạch thái tiếp sân này. Bạch thái là cái gì ạ? Thái là kiểu sườn mì bạch thái. À, ok ok. Bạt Thái đúng không ạ? Em chưa. Như nào hả chị? À ok ok, thế bác tranh chọn đều giúp em luôn nhé. Đây là bạt Thái, một trong những cái món chính ở đây. Món này thì thấy bảo ở bên Thái Lan họ ăn rất nhiều. Có những cửa hàng họ mở ra chỉ bán mỗi món này thôi. Là tí trứng với tí thịt bò. Nói nào nhỉ? Nhìn tưởng mì nhưng mà thực ra là siêu mì mọi người ạ. Cái gia vị trộn cực kỳ là vừa phải. Nó hơi ngọt ngọt xíu xiu, giống như là món mì chua ngọt, ngon lắm. Đây hình như là trứng siêu mỏng. Đậu Pháp, đúng rồi, đậu Pháp Vân. À, đậu Pháp. Đậu Pháp xào. Cái đầu này giống như là thịt băm ấy. Trong này là thịt băm đúng không? Dạ, đúng rồi. Thịt băm xào với đậu. Dạ, đúng rồi. Gọi là đậu nhưng mà nhiều chỗ sẽ gọi là đỗ. Về gia vị thì mình không chê được. Nhưng mà có một số quả đỗ mình thấy nó hơi già một xíu. Hơi sơ sơ, cái này không tránh được. Trứng lòng đào xuân mè. Trứng lòng đào thật. Phần lòng đỏ trứng vừa chín tới luôn. Đúng kiểu ăn lòng đào này nó sẽ không bị ngán. Thốt me rất là vừa. Ê, chân nhà xì. Sườn vận may. Thế em xin mình tham gia lễ hội ké nước ạ. Mình sẽ em một chút ạ. Vâng ạ, ok ạ. Rửa vận xui thu hút vận may cho mình ạ. À, đây là rửa vận xui. Thu hút vận may. Thu hút vận may. À, khi đến Thái Street Food từ 3 người lớn trở lên, đọc phát sườn vận may sẽ được tặng ngay một quả sườn heo hầm ớt xanh. Khi mà cái món này mang ra sẽ được tiến hành rửa vận xui, hút vận may, chứng tỏ là ăn xong cái món này là may đấy, may mắn đấy. Đây là cái lễ hội té nước ở Thái Lan, nó mang ý nghĩa là rửa vận xui và thu hút vận may. Thì ở ngay Việt Nam này mình đã có thể trải nghiệm được cái rửa vận xui, thu hút vận may đấy qua cái món sườn này. Sườn mềm, cảm giác như cắn nó đầy đặn cái mồm. Anh em muốn rửa vận xui thì qua thử Thái Street Food cơ sở Vũ Phạm Hàm nhá. Có rất là nhiều loại rau sống, có những cái loại mà mình chả biết là rau gì luôn. Đây sẽ là cái nước tương để chấm này. Đây cái cuộn này mới là cuộn chất lượng đây. Vị quen lắm mọi người ạ. Tưởng Thái Lan nhưng mà thực ra rất Việt Nam.